Bác, tôi e bác không còn nhiều thời gian nữa đâu. Bác lên thông báo cho mọi người trong gia đình đi. Cảm ơn. Tôi cũng biết trước cái ngày này rồi. Bác sĩ ạ, bố tôi. Alo, sao? Bố tôi á? Rồi, tôi nắm được rồi. Ốm đau bệnh tật chả đúng lúc gì cả. Alo, chú biết tin gì chưa? Em cũng vừa nghe 3 sáng. Em đã chia xe về đây rồi anh. Nhưng mà hôm nay anh lại có cuộc họp gấp. Sao thế anh? Anh xin phép giám đốc rồi về nhà đi. Anh nghĩ là lần này bố cũng giống như những lần trước thôi. Bố lên cơn đau xong lại bình thường ấy mà. Bác sĩ bảo lần này rất là nghiêm trọng. Có thể không còn nhiều thời gian. Anh về đi. Chẳng nhẽ đợi lúc bố bị làm sao thì anh mới về à? Thì ai bảo bố cũng bảo thủ lắm cơ. Anh đã bảo lên ở cùng với cả anh để vợ chồng anh chăm sóc, nhưng có chịu nghe đâu. Em cũng muốn như thế, nhưng bố lại muốn sống ở quê cho gần gũi với thiên nhiên, anh em hàng xóm. Thôi, anh mau về nhà đi. Bố, thằng Tuấn đâu? Anh Tuấn. Bố, bố cũng không định gọi hai con về, thế nhưng không thể không gọi. Thế nhưng bố biết bố đã đến lúc rồi. Bố, sao bố lại nói thế? Bố phải sống với chúng con chứ. Bố đã hy sinh cả cuộc đời vì hai con. Thằng Tuấn đã có nhà, có ô tô, còn con cố lên sẽ mua được nhà. Thôi bố, hay là con đón bố lên thành phố, con sẽ chăm sóc bố ạ. Bố sống ở quê quen rồi, lên thành phố sống bố không quen. Bố, đây là tâm nguyện cuối cùng của bố. Đây là tờ giấy nợ bố vay của chú Toản. Hai con trả giúp bố. $500 triệu. Alo. Tôi đây. Rồi. Giờ để tôi xem xét số tiền 500 triệu bố vay mua nhà cho thằng Tuấn, suốt cuộc đời bố yêu mẹ, thương hai con. Tâm nguyện cuối cùng của bố, hai con giúp bố trả nợ món tiền. Bố yên tâm, bố đã hy sinh cả đời về chúng con rồi. Con nhất định sẽ trả nợ cho bố. Bố! Bố ơi! Bố! Bố! Anh Tuấn! Anh Tuấn ơi! Bố! Bố ơi! Số tiền 500 triệu đấy, chú ý tính như thế nào? Thì mình có vay thì có trả thôi anh. May mà chú ấy không lấy lãi đấy. Chứ không, sau ngần ấy năm, không biết số tiền lên đến bao nhiêu đâu. Anh nghĩ ấy, bố thì cũng đã mất rồi. Số tiền đấy, người ta không đòi lại đâu. Kìa anh, chú ấy đã giúp đỡ gia đình mình trong lúc khó khăn rồi. Bây giờ chú ấy mà không lấy ấy, thì mình cũng phải tìm cách mà trả lại. Chú em bị ngu đấy à? Hả? 500 triệu không phải là một con số nhỏ đâu nhá. Em biết, bây giờ hoàn cảnh của anh và em được khó khăn hết. Nhưng mà anh và em cùng cố gắng thì sẽ trả được mà. Anh nói thẳng cho chú hiểu luôn nhá. Hiện tại công việc của anh đang rất là khó khăn. Sắp tới hai con của anh đi học, tốn bao nhiêu là thứ tiền. Anh thì anh nghĩ như thế này, bao giờ người ta đòi ấy, thì mình trả. Còn không bây giờ ấy, anh chịu. Còn anh... chú thích làm như thế nào ấy, thì chú làm. Anh không lo được ấy thì để em lo. Dù sao đấy là tâm nguyện của bố. Với lại số tiền ấy là để mua nhà cho anh đấy. Ừ, được thôi. Chú thích làm như thế nào ấy, chú làm. Bố, con sẽ hoàn thành tâm nguyện cho bố. Cháu ngồi đi. Dạ. Lâu không gặp, cháu giờ lớn và khác quá. Vâng ạ. Hôm nay cháu sang đây có việc gì? Hôm nay cháu sang đây cho gửi lại chú 500 triệu ạ. Đây là giấy nợ của bố cháu ạ. Mà thôi, dạo này bố cháu sức khỏe như nào? Bố cháu mất cách đây 1 tháng rồi ạ. Dạ alo ạ. Vâng, cháu sẽ chuẩn bị thật tốt ạ. Dạ vâng ạ. Hồi trước ấy, đội trưởng là người dẫn dắt chú lúc chú mới nhập ngũ. Anh Khang là một người xời lời, sống có tình nghĩa, nên anh em trong tiểu đội rất là quý. Có một lần ngoài chiến trường, bố cháu đỡ chú một phát đạn vào tay. Nó cũng chính là di chứng của căn bệnh sau này của bố cháu đấy. Về sau khi giải ngũ xong, anh em chú vẫn chơi với nhau. Lúc chú khởi nghiệp ấy, lập công ty, có vay của bố cháu một số tiền là 500 triệu. Không hiểu sao bây giờ lại thành bố cháu nợ chú. Chú nói thế là sao ạ? Đúng rồi, chú mới là người vay của bố cháu 500 triệu. Hay có thể bố cháu làm như thế để thử lòng cháu. Nhưng không sao, dù sao anh ấy đi cũng vui vẻ khi có một người con hiếu thảo như cháu. Chú chỉ trách là lúc anh ấy ốm đau bệnh tật, không báo cho anh em đến để giúp đỡ. Còn nữa, lúc mất này chú cũng không biết tin gì luôn. Cháu xin lỗi chú ạ. Tại khi cháu lên thành phố học tập và làm việc, cháu ít nói chuyện với bố, nên cháu cũng không biết bạn bè bố cháu là ai mà thông báo ạ. Đúng rồi, nhưng không sao. Bố cháu cũng đã an bài cho ngày này rồi. Vài năm trước ấy, lúc chú muốn gửi lại bố cháu số tiền, bố cháu cứ bảo công ty còn đang khó khăn, cứ giữ lấy. Nói đi nói lại, sau này rồi cũng quyết chuyển số tiền nợ của bố cháu thành cổ phần của công ty. Sau này nếu bố cháu có thay đổi ý định thì bố cháu cũng là thành viên trong hội đồng quản trị. Còn bây giờ ấy, vị trí đấy không ai xứng đáng hơn ngoài cháu. Chú, cháu thì... Chú biết rồi, cháu đang làm trong công ty nhỏ nhưng là người có chuyên môn. Cái chú quan tâm nhất là người có tâm này. Đấy mới là điều quan trọng. Thôi, mình về đi. Vâng. Chuyện này là như thế nào? Anh... Là do chú đề bạt em lên, chứ em không hề có ý muốn vượt mặt anh đâu. Để rồi sau này em có định đe đầu cưỡi cổ của anh đúng không? Có gì mà hai anh em to tiếng với nhau thế? Dạ không có gì đâu ạ. Em nó là người mới, có gì không biết thì hỗ trợ cho em nó. À mà này, từ bây giờ ấy, Tiến sẽ là giám đốc phụ trách chi nhánh. Cháu hỗ trợ cho em nó nhá. Dạ vâng. Thế rốt cuộc chuyện này như thế nào? Anh có nhớ cái khoản nợ mà bố bảo anh em mình trả không? Đây là tâm nguyện cuối cùng của bố. Đây là tờ giấy nợ bố vay của chú Toản. Hai con trả giúp bố. $500 triệu. Lúc đấy anh đùn hết lại cho em. Nhưng mà đây không phải nợ đâu anh ạ. Đấy là có phần đấy. Bố để lại cho anh em mình. Hi guys. Mình là Cha Bị. Mình là Juni Hoàng Tùng Anh. Mình là Trần Thụ. Còn mình là Anh Tuấn. Bây giờ đã là 2-3 giờ sáng rồi và ekip của mình vẫn đang miệt mài để quay ra cho các bạn những cái sản phẩm thật là tốt. Và nhóm mình sẽ rất là vui nếu như các bạn sẽ like, share cũng như ủng hộ cho bọn mình để có động lực để cho ra những clip ý nghĩa nhất. Các bạn hãy nhớ ủng hộ nhóm mình nói chung và nhóm FMM nói riêng nhé. Hy vọng rằng các bạn sẽ cảm thấy thú vị khi xem những clip của bọn mình. Còn bây giờ thì bye bye. Bye bye.